漂亮吗？漂亮，漂亮。是你的奶，好漂亮。哦，原来小妹好可爱，又我。这个都还没得呢，是吧？原来小姑娘好巧啊！嘛，看老花，跟个跟个妹，跟个妹男性格，对。做女朋友了。哈哈哈哈哈！哦，感觉库đấy là khu trung tâm đấy nhỉ？đúng không？ không。không phải à？đấy rồi。ở đây thôi đây à? Ôi rau của bố mẹ em tốt thật đấy. Nhà đất à? Vâng, bố mẹ em ở đây là nhà đất, nhà à. Cũ của ông chủ bố mẹ em hiện nhà tại. Nhà cũ của ông chủ à? Ừ. À, cái nhà này ở bên Simacai, bên Bát Sát mình cũng có nhà Trịnh Tường. Mày anh đâu điếc quá, anh đang ngồi chân mình xăng một con xe bên này. Không biết là tới chưa. Chay. Cô xúc động à? À, một bên bị đỏ đỏ. Không muốn xuất phát chùa. Chắc là nhớ con gái quá. Thế nhớ con trai không? Nhớ con gái, con trai cũng nhớ chứ. Ở xa thì nhớ. Ở xa thì nhớ nha. Em thật đấy, tên bạn này. Kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh Nùng Vlog. À, tập hôm nay sẽ là một tập vô cùng đặc biệt với cả bạn Hoa 18 tuổi, cũng như là một tập đặc biệt với cả kênh Nùng Vlog. Thì tập lần trước ấy, có hỏi bạn Hoa là có nhớ bố mẹ không và có muốn sang bên đấy để xem tình hình bố mẹ không. Thì hôm nay kênh Nùng Vlog sẽ thực hiện một cái video, tức là tài trợ 100% cái chi phí di chuyển từ nhà của Hoa đi sang bên Trung Quốc để cho bạn Hoa gọi là có cơ hội gặp bố mẹ ở bên đấy. Thì hôm nay là mình sẽ chuẩn bị được cái sổ thông hành ở bên cửa khẩu Việt Nam rồi, với cả cửa khẩu hạ khẩu Trung Quốc. Mình với Hoa thì là cùng một xã, nhưng mà là mỗi người ở một bản thôi. Bây giờ thì sẽ đi vào xin phép bà của Hoa và cho Hoa đi cùng sang bên kia. Trước thì bên mình có nhắn tin và hẹn trước Hoa rồi các bạn nhé. Bây giờ sẽ là vào để xin phép thôi. Xin phép bà và đón Hoa đi sang bên đấy. Tối qua thì đã liên hệ với cả Hoa là hôm nay sẽ cùng với Hoa là đi sang bên Trung Quốc để thăm bố mẹ. Đi sát gạo à anh? À, báo to anh đấy nhỉ? Bạn này 50 cân không? Hơn 50 cân. Hơn 50 cân à? Nhà anh được nhiều gạo không? Ít rồi. Mấy chục bao? Một năm chuẩn hơi chục bao, gần 20 bao. Gần 20 bao à? À, vâng. Anh đi nhá. Vâng. Xin chào anh. Hoa ơi. Ủa, không phải Hoa à? Chắc em gái. Em ơi. Hoa ơi. À, đây à? Anh cứ tưởng là ở bên kia chứ. Xin chào. À, đây, của cái sổ thông hành của em đây rồi. Bọn anh chuẩn bị cho rồi. Em kiểm tra xem có đúng thông tin chưa? Ờ, của bà em đâu rồi? Đây em. Dạ. À, thế là chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Xong rồi em. Thì, tại vì là có gọi điện trước bảo Hoa chuẩn bị rồi. Hôm nay chỉ vào để xin phép thôi. Tại vì là đưa Hoa sang bên Trung Quốc thì ai cũng ngại, ai cũng lo mà đúng không? Cứ sợ đưa sang bên đấy đi đâu thì ai mà biết. Để đi xin phép bà đó nhá. Bà đang ở đâu đấy? Nhà bếp à? Xin chào. Chào. À, em gái của Hoa đây à? anh cứ tưởng là Hoa là đây chứ. Anh chào Sủi nhá. Chào Sủi. Sủi nhá. Đây là cháu à? Không, em họ. Em họ à? Ui, nhà bà có nhiều gà thế. Nhiều gà nhỉ? Ui, con gà trọi kìa. Ui, ôi, con này đỉnh chưa? Đỏ lom này. À, bà đang ở bếp à? À. À, bà đây, bà đâu? Hoa ơi. Hoa ơi. Hoa ơi. Trong nhà. Bà ơi. À, cháu bảo là vào trong đây để xin phép bà là cháu đưa Hoa đi sang bên Trung Quốc đi cho bố mẹ của Hoa. Xuống đi nào, cứ nào ha. Mẹ. Ừ. Mồ mà. Có được không bà? Bà không biết. Cái gì nữa? Cái gì? Ừ. Cứ tại gì hết thì nó giấy cái gì mà. Đi nào cứ nào ha. Mồ mà. Bà đừng được. Được à? Vâng, thì thế thì cháu đưa Hoa sang bên kia xong rồi cháu lại đưa quay lại.
Là hôm qua Hoa bảo là muốn sang bên đấy xem tình hình bố mẹ như nào đấy. Thì bọn cháu có chương trình là hỗ trợ Hoa sang bên đấy. Không phải lại đưa Hoa quay lại. Được không ạ? Dịch đi, dịch cho bà. Tí là bố ấy thăm sao nữa. Được không bà? Được bà, bà được. À bà bảo được à? Dạ vâng, thế cháu cảm ơn bà nhá. Tí nữa cháu lại đưa cháu của bà về an toàn. Dạ vâng, thế cháu đi nhá. Dạ vâng. Cháu xin phép ạ. Mình chỉ làm được sổ của Hoa thôi, còn em Sủi thì vẫn phải đi học. Cho nên là đúng rồi, chưa đủ 18 tuổi thì vẫn làm được, có căn cước. Căn cước là làm được. Nhưng mà em Sủi còn phải đi học nữa. Em đi thay đồ xong lấy đồ em đi lấy áo. Rồi. Em mặc như này nhưng mà đi lấy áo. Quý khán giả sẽ cùng đồng hành với cả Tùng Vlog đi sang bên Trung Quốc và đi thăm bố mẹ của Hoa nha. Một phần là đi gặp mặt, cho Hoa gặp mặt bố mẹ. Một phần là chia sẻ lại cái nông thôn của Trung Quốc. Xem là bên đấy nó sẽ như thế nào. Đi, xong chưa? Không mang túi gì đi à? Không ạ. Không có túi gì à? Không. À, đi. Sủi ơi! Sủi! Bye bye! Tí có quà! Hiện tại thì Huy với cả Hoa đã tới được cửa khẩu Lào Cai thuộc thành phố Lào Cai. Còn đối diện bên kia là cửa khẩu Hà Khẩu thuộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Trước tiên để mà đi sang bên đấy thì hai anh em sẽ đi đổi một ít tiền tệ. Đổi tiền à? Tiền giờ đổi bao nhiêu đấy chị? Không, chị quay cái đeo lên thôi chưa đổi. Không đổi à? Thôi. Lạnh chim mà hỏi các chị thì các chị chị. Cô đổi tiền giờ đổi bao nhiêu đấy? À, cháu đang làm vlog lớp. Hai đứa đổi tiền không? Có biết tờ giấy kiểm dịch không? Đổi bao nhiêu chị? Em lấy nhiều không em? Em đổi tầm 2 triệu. Em đưa 2 triệu. 2 triệu. Chú thớ à? Được chưa? Ok, cảm ơn chị nhé. Quý khán giả thông cảm nhé, tại vì là đi vào hải quan này sẽ không được quay. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm thủ tục xong rồi đi sang bên kia mình sẽ quay tiếp. Hai anh em đã qua được cái hải quan của bên Việt Nam rồi. Hiện tại thì mình sẽ phải đi qua cầu. Trước mắt là cầu Hồ Kiều 2 với cả bắc qua con sông là sông Nậm Thi. Còn đằng bên kia là Việt Nam với cả bên kia là con sông Hồng. Ranh giới sẽ chia là mỗi nước một nửa cầu. Đúng rồi. Đi sang bên kia sẽ gọi là bước chân sang nước ngoài đấy. Chỉ cần một bước ở đằng kia. Bên kia là họ xách hàng rất là nhiều các bạn. Bên kia họ kéo hàng ấy, dùng những cái vali để kéo hàng các bạn. Bên này sẽ có một cửa khẩu để đi hàng hóa nữa, gọi là cửa khẩu Kim Thành, là chuyên đi bằng xe hàng các bạn. Còn bên này là dân người ta sẽ dùng những cái vali như kia để kéo hàng về các bạn. Ở đây là đoàn du lịch. Hoa đi sang Úc nhiều lần chưa? Có thường thôi. À, đi làm ở đây, đi chơi. Đi chung em. Đi chung em. À, đi chung em cho mẹ làm bên kia. Thế ở nhà có liên lạc được với cả bố mẹ không? Lâu lâu bố mẹ em tìm cho có sóng thì vẫn phải. À, thế là tức là bên kia vẫn có sóng phủ của Việt Nam à? À, nó là khu biên giới thôi đúng không? Đây, bước sang Trung Quốc này. Đây. Tại là đã ở địa phận Trung Quốc rồi các bạn nhé. Bây giờ thì ba anh em sẽ phải làm thủ tục để qua hải quan của Trung Quốc. Bên hải quan Trung Quốc thì làm thủ tục sẽ phức tạp hơn và khó hơn. Bây giờ là sẽ vào đây để làm đóng dấu sổ các bạn nhé. Để đi qua ủi đông quá. Đông nghe rất là đông người các bạn. Đông như này thì sẽ phải xếp hàng khoảng 30 đến 1 tiếng. 30 đến 1 tiếng. Đồng quá, giờ sẽ phải tắt máy quay các bạn nhé, vì là vào đây là không được dùng điện thoại quay. Ba anh em đã sang được phía bên Trung Quốc rồi, vừa qua được hải quan. Vừa nãy là xếp hàng khoảng 1 tiếng nhỉ, xếp hàng được 1 tiếng. Em bây giờ đi ăn sáng, trước tiên là đi ăn sáng trước nhé. Nhưng mà từ chỗ cửa khẩu này lên chỗ bố mẹ em làm có xa không? Xa anh ạ. Xa khoảng bao nhiêu cây em nhớ không? Không nhớ đâu. Không nhớ à? Thế thì tí nữa, mình bắt xe ở đây đi xong rồi đi. Vừa đi vừa chỉ đường.
Mà trước tiên thì mình đi ăn sáng đã. Vâng. Ở bên này thì nổi tiếng là món chảo sự với bánh bao, màn thầu á. Rồi này. Màn thầu. Xếp hàng đông chưa? Cái này xếp hàng đông chưa? Trời ơi. Nhiều người thật. Tuổi toàn. Người ta đi theo đoàn. Đi du lịch với cả đi theo đoàn. Mười đồng hả anh? Mười đồng một tiếng à? Đây cho. Có gì thì em quay lại nhé. Ok. Cho thuê xe. Ở ngoài này thì ai muốn thuê xe thì sẽ qua đây thuê xe. Là 10 đồng một tiếng, tức là 3. 10 đồng một tiếng, tức là người Việt Nam gọi nhé. Người Việt Nam là chữ. Tức là khoảng 34.000 một tiếng. Cô đẩy hàng hả cô? Cô đẩy hàng cô? À. Ở đây có cái quán chảo sự với miên bao nổi tiếng lắm. Đi vào quán đi ăn nhé. Sợ không có chỗ ngồi thôi. Thơm luôn. Không có chỗ ngồi. Ai ngồi ngoài này? Có người ngồi rồi. Đây còn một cái bàn này. À, cái bàn này. Ê, lắp à? Lắp à? Hay là chỗ ngồi mà? Chỗ ngồi ở đây này, có cái bàn này. Bây giờ miên bao lẻng lúng à, rồi sau chảo sự lẻng lúng à. Đây là món màn thầu với cả bánh bao. Chỗ nào chiến thì lúng à? Ba khoai. Họ. Bây giờ. Ok. Khoai đi làm nước chấm đi. Mình tự làm nước chấm. Đây là chính là xì dầu đấy. Đúng rồi. Một tí ớt. Bên này là ăn cay lắm đấy. Bên này là cái gì ta? Xì dầu. Xì dầu. Xì dầu trộn đấy. Ớt khô. Đây là đấy. Đây là anh đi không lấy. Ở đây là thích ăn tự làm nước chấm như nào thì mình sẽ tự lấy nhé. Ây da. Ôi. Cần đi ăn ngay thôi. Anh bát của anh để cặp chanh. Hôm nay phải ăn khỏe nha. Bát của anh có để chanh không? Anh không. Cái này để chanh không hợp lý mấy. Cái này là chảo sự. Và cái này là bao sự. Sủi cảo đấy. Hôm nay còn để khán giả dùng bữa là Huy với Hoa với cả anh Tuấn. Mời mọi người Trung Quốc nhé. Mời mọi người nha. Làm một miếng trước đi. Bên trong nữa thì bên trong mà một miếng đấy. Một miếng là thịt mặt và cơm. Ngon. Ngon lắm. Cái nước chấm cay đấy. Nước chấm cay lắm. Ngon. Chưa quá nữa cơ. Ê, chai thịt. Chiên chảo sự, mấy em đang làm khó khăn. Chí băng đây à? Chí băng tao trắng đâu đây à? Mình giao chú bán mà, khó khăn mà. Khó khăn như khó khăn mà. Khó khăn. Cô bảo là có món gọi món món là chân gà không? Để lên đây để thưởng thức. Nhưng mà khả năng là ăn không được rồi. Ăn trước này là no lắm rồi.
Cảm cảo ngon lắm. Ngon không? Ngon. Ăn hết nha. Lấy cái này mỗi người một lồng. Mỗi người một lồng nha. Ăn hai cái chưa? Ăn loại này chưa? Ăn rồi, em ăn rồi. Thế cái nào ngon hơn? Như nhau. Như nhau ạ? Mấy cái đều có vị của nó. Nước đi. Mày tắt lên nhà. Nhà nước đi. Ôi, không phải đợi anh chờ đâu. Ui, không phải đợi anh chờ đâu. Anh nói chờ. Ua. Chào mừng. À, à, đỉnh rồi. Thịt nhiều lắm. Món giao tôi sợ. Đây. Món giao tôi sợ. Đây. Đây. Đi chơi đây sao? Sợ chứ. 32 đồng. 32 đồng. Cô hay lắm. Sao? 32 đồng. Thơm lắm ở đây, người ta đang hấp ở chỗ này nên thơm. Khăn nước không? Không. Không ạ, nhưng mà vẫn phải đi mua nước uống để phòng trên xe. Đi ở đây đi như này. Ờ, xíu xíu. Đi đi. Ở bên này taxi thì đã toàn là màu màu vàng, trên màu vàng và dưới là màu xanh. Đi ra bên này mua nước uống. Uống uống nước ngọt hay là nước lọc? Nước lọc nhỉ? Ừ. Nước lọc cho đứa khác. Nước lọc. Mấy người cơ mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ở đây là xúc xích Trung Quốc đấy. Ăn không? No quá. No quá. Thế tí nữa quay về ăn nhé. Vâng. Xúc xích. Tí nữa quay về mình sẽ ăn. Cho các em. Đúng rồi. Tí nữa còn đưa Hoa đi về nữa sẽ quay trở lại nhé. Mua về cho các em của em ăn. Đi bây giờ đi tìm taxi đi. Bây giờ thì sẽ phải đi dọc lên trên này để kiếm taxi, tại vì khu này là nhiều khách du lịch quá cho nên là hết taxi rồi. Còn đây là đường phố ở bên Trung Quốc, bên tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Cái chai nước này là 2 đồng một chai, tức là khoảng 6.000 hơn một chai. Tức là đắt hơn bên mình một tí, bên mình 5.000 thôi. Kín hết rồi, có khách hết rồi, lấy xe này. Đây các bạn, đường phố ở bên Hà Khẩu thì rất là đẹp các bạn. Đây là những cái nhà như kiểu họ làm thành toàn nhà chung cư. Ở đây thì có rất là nhiều người Việt Nam đến đây làm thuê với cả làm buôn bán. Có những người ra đây thì tự mở shop. Đây là cửa hàng 10 đồng các bạn. Tất cả mặt hàng đây đều là 10 đồng, trừ những cái hàng to, hàng xịn ra thì sẽ đắt hơn một tí. Còn lại là đa số là 10 đồng. Đây là Playboy, hãng Playboy các bạn. Quần áo Playboy. Đây rồi, đây có xe rồi. Hello. Anh nhỏ, đi. Tan cửa rồi. Ê à. 好重啊，不好做就往后移一点。OK， 没事。这里下面。好。可以点好重啊。
Bây giờ thì ba anh em sẽ cùng ngồi xe đi. Ơ, chỗ đấy là tên là gì em? Chỗ bố em làm ấy. Trà Bình anh ạ. Trà Bình à? Ơ, chị chưa? Trà Bình. Trà Bình, Trà Bình. Ờ, lý chứ lý duyệt mà. Ờ, dù 100 công lý. 100 công lý. Ờ, hơn 100 cây à? Hơn 100 cây. 100 công lý. Thế là phải đi khoảng 3 tiếng. Giao 4 cái xe vào, hay là 3 cái? 3 cái xe. Mất 3 tiếng để xe ngồi xe. Ngày xưa đi là em đi gì? À, không, tức là đi xe máy hay đi ô tô? Xe ô tô. À, sẽ đi ô tô à? Đây là đường phố ở Trung Quốc các bạn. Hiện tại là đang ở bên Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bây giờ là đang đi về phía chỗ bố mẹ của Hoa. Ngồi taxi khoảng gần 100 cây. Đối diện ở đây là cái bệnh viện của Hà Khẩu. Đây là chỗ bán xe máy. Ở đây thấy hay nhỉ, người ta đi xe máy không có thấy ai đội mũ bảo hiểm luôn nhỉ. Đây không ai đội mũ bảo hiểm luôn các bạn. Ở bên này vẫn có cái xe ba gác này di chuyển bình thường nhé. Vẫn được lưu thông nhỉ? Lưu thông bình thường, lưu thông trên đường quốc lộ. À, ở đây có cái là cứ xe nào đi qua nó sẽ chụp ảnh. Đây nhá, để ý. Đây có camera các bạn. Camera đi qua là nó sẽ chụp ảnh. Đấy, cứ có xe qua là sẽ ghi lại. Đây, phía trên này là đấy, chụp ảnh lại các bạn. Nó sẽ chụp lại biển số xe. À, đây là phía đèn đỏ. À, đây là Nancy đúng không? Vâng, Nancy. Thì à, bây giờ sẽ phải đi mua một ít hoa quả tại vì sợ đi lên trên kia có chợ không em? Chỗ bố mẹ em ấy. Không có. Không có à? Thế thôi mình vào đây mình mua hoa quả luôn. Ở đây là một cái xã nhờ. Xã đúng rồi, đây là xã Nàn Xí. Nàn Xí này, Nàn Xí đúng rồi. Bây giờ đây là một cái chợ ở xã. Ở đây mua ít hoa quả. Các bạn đi học. Đây là chín giờ mà. Tôi hỏi chị ạ. Ba khoai đồng chín. 8 đồng một cân. 8 đồng một cân. Mua ít một quả quýt. 8 đồng một cân, tức là khoảng 30.000 một cân đấy. Gần 30.000. Hơi bị dập nhiều. Một vài quả nó chín quá rồi. Nó bị dập. Lấy khoảng một ít. Thế chắc lấy thêm quả táo nữa. Ok ạ. Ok. Tính của chuẩn mấy ngày là bạn. Tính của. Là giọt này cho. Tôi cho sơ quay. Là bên chiều khoai là bên bạc. À khoai, nó là 15 khoai rồi. Đây là người Mông của Trung Quốc đấy. Khoan là tiếng Mông xem nào. Nhiều nhiều. Nhiều khi nó không giống nhau đâu, bên này với bên này. Không giống nhau à? Ê, những người Trung Quốc đều mèo chủ đấy mà. Những người Trung Quốc đều mèo chủ đấy mà. À, những người Mông. Cái em Mông nhau thế nào? Tư lì đây á. Tư lì à, Hoa hơi cũng mong xem được nhau không? Ôi em mong hả? Ồ, kém mong ha. Ờ, giống nhau. Đúng nhau, nhau. Mình nhau nhìn nàng nè. Ờ, cũng nhau nhìn nàng. Ồ, nó có cho rơi như sao?
Cô là người ở đây, người Mông ở xã này luôn. Bị hỏi gì năng đấy à? Khăn cô sợ. Mình nhau này nó có đeo. Sáu 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 sáu. Cô bảo đi nhà cô chơi. À, cô bảo đi nhà cô chơi à? Đấy, người bên này cũng rất là nhiệt tình. Tôi sao? Sáu sáu. Hả? Đi nhập về cái cả. Đi làm việc xem. Đi chụp ảnh, đi chụp ảnh. Mua chết là. Mua lơ. Hôm nay em về. Cô bảo là từ đường ta này lên trên này. À, nhưng mà em còn nhớ đường đi không? Đường đi ạ. Đường đi trên chỗ bố mẹ. Bố mẹ em có ạ. À, thế là cô vừa chỉ đường đúng không? Cô chỉ đi nhà cô chơi. À, như tình thế nhờ. Người đồng bào ở hai cô bảo là cô bảo là từ đường to này đi thẳng đến thì ở đây rất là nhiều cái gia vị, gia vị ớt khô này, đường này, đường phèn này, gia vị ngâm này, các bạn được phay sao xìa đồ khô này, hàng khô nhiều lắm, phong phú. Xe ba gác chở đồ chở người đấy. Đúng cái xe túc túc nha. Ở bên bên Campuchia, bên Lào có xe túc túc. Bên Thái Lan. Bán cái gì đấy? Cái gì đấy? Bánh. À, bánh trưng này. Bánh trưng, cái này bánh trưng. Này này đi hả? Chưa chuẩn bán bài à? Cho cô 10 khoai chia sẻ. À, cái này em từng ăn rồi nha. Em ăn cái này không? Ngọt. Đây. Giờ anh lấy cái nào, anh ăn cái nào? Sán dừa bạn. Sứ khoai à? Ừ. Sứ khoai à? Sứ khoai à? Sứ khoai à? Sứ khoai à? Ừ, cái hoa sen. À, cái đó là hoa sen. Hoa sen rất thơm. Rất ngọt. Nó lại 3 cái. À. 3 cái. 3 cái 5 khoai là. 5 khoai 15 mà. Trắng xẻo luôn. Đúng khoai. Ừ, 3 cái cho hỏi. À. Không có nhiều 3 cái rồi. 4 cái. 4 cái. 4 cái. 4 cái, 4 cái. 4 cái. 4 cái. 4 cái. 4 cái. 16 吧. 16 khoai. 你们是越南的？越南的。越南的兄妹妹好看哦。空谷，越南兄妹好看哦，又广。越南小姑娘好俏哦，嘎。马天的话，跟个跟外面，跟外面男性个，漂亮吗？漂亮。漂亮。是你的男朋友啊？是我朋友。是啊。是你朋友啊？不是。好美哦。只是朋友。是朋友。对。 做女朋友了，我弟是女朋友。做女朋友啊？奶奶今年多大了？奶奶今年多大了？我七十七了。77啊？77。你是中国的什么民族啊？布依族啊。肚脐，布依啊，你肚脐。我做。肚脐族。哎，干嘞。啊，你肚脐，你中国，肚脐的。 对，我是蒙康的嘛。是蒙康的。是壮族。是蒙康的。是壮族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 。是
就是这个武康那边，因为我家自己没有在了，没有在了，就是我家老表他们。啊，对，了，ngày xưa ngày xưa về xa xưa ấy, thì là ở hai bên biên giới này thì chia nhau ra đi sinh sống nữa, mỗi người một nước, thành ra là bây giờ là anh ở bên này, em ở bên kia. Bà đang bảo bà muốn cho xem cái gì đấy, bà là người
Tu gì? Tiêu yên nhá, phát tiêu yên ngàn sao chung á. Giác là ở bên người ta rất là thân thiện, người dân cũng thân thiện đấy. Ừ, nãy cô kia chỉ ra đây, cô kia chỉ là nhà cô kia. Cô kia vào nhà kia. À, bảo là vào chơi đi. Muốn chơi lại giao chậu rồi à? Muốn giao chơi cái trà Ping à? Trà Ping. Trà Ping. Trà Ping. Trà Ping là giao chú. Đúng, vì người ta ở phụ mẫu trên bên đó cùng. Ừ. Chung sen treo đó. Ừ. Hảo, muốn giao chậu rồi à? Hảo, muốn giao chậu rồi, bye bye. Hảo, bye bye. Bye bye. Hảo, bye bye. Cái này là bánh nếp, bên trong là có cả lạc cả đường, ngon hết, dẻo lắm nhỉ. Xe nha, xe xe. À, bên này thì xe ô tô ấy, chủ yếu là xe nội địa Trung Quốc thôi. Đây có con Audi này, chủ yếu chiếm đa số là xe nội địa ở khu vực biên giới này ấy. Này, đa số là xe Trung Quốc này. Con này là con Nissan này. Con là xe Nhật. Hôm nay thì cả đội mình sẽ thuê nguyên cái xe này để đưa Hoa di chuyển tới khu vực của bố mẹ để làm thuê. Nhiệt tình nhỉ? Hảo, chia sẻ. Không có gì, không có gì. Hảo, chia sẻ. Thơm, thơm. Ui, không có thịt nè. Ồ, khác nữa em. Khác cái mùi vị sáng nay mình ăn nhờ. Ừ. Cái mùi này như kiểu thịt thịt treo ấy. Cái cảm giác giống thịt băm. Thịt băm này có hành nữa. Ừ, ngon lắm. Hành lá. Hảo chưa? Hảo chưa? Ý cơ cho hảo là. Ý cơ cho bảo là. Chị nhiệt tình quá. Ừ, hảo hảo chưa. Đúng ạ. 那怎么早上不卖下午，下午就没了。嗯嗯，两包，两包。感谢，多谢了，感恩感恩。 Đây là đường đi nhà của chỗ bố mẹ Hoa làm. Bây giờ mới bước vào trong thôn đấy, trong bản như kiểu bản ở bên Việt Nam mình, rồi là vào bản. Sẽ đi ra khỏi cái xã rồi, bây giờ là sẽ vào bản. Đường cũng xấu lắm. Nhiều ổ gà vết. Ổ voi nữa. Ui ôi. Mấy xưa mấy xưa. Mấy xưa rồi chứ sân nghìn gì học sinh ạ. Ây da, ây da. Đây là Trung Quốc của Phú Đại. Đây là Bi Xế của Phong Linh. Chỉ bảo đây là cái Phú Đại nữa là Phúc. Đeo cái này vào. Đeo cái này vào cho bình an, nhiều may mắn, bình an, tài lộc đấy, tài lộc. Ấy, chị Chia, chị là gì? Tôi là Sa Chủ. Sa Chủ. Sa Chủ. Sa Chủ. Sa Chủ. Bên bạn bên ấy cũng có. Là Trang Chủ mà. Đúng rồi. À, Trang Chủ. Nghĩa là người giấy à? Người giấy. Người giấy. À, chị là người giấy của Trung Quốc à? Ê, mình cũng đã biết tiếng giấy các bạn. Bây giờ mình sẽ hỏi chị vài câu xem có giống nhau không nhé. Chín khẩu. Cần hấu. Cần hấu. Ờ, là ăn cơm. Ờ, cần nắm. Cần dăm. Cần dăm. Ờ, là uống nước. Là uống nước các bạn nhé. Là uống rượu. Cần lẩu. À, là uống rượu. Giống nhau đấy nhờ. Giống nhau. Vậy là có chỗ phát âm nó nặng nhẹ thôi. Đúng rồi. Vậy là nghe sẽ hiểu. Ờ, mặc trôi. Mặc trôi. À, quả chuối các bạn ạ. Giống nhau nhá. Nghe được hết. Thế là nói chuyện với chị là không cần dùng tiếng Trung đâu mà dùng tiếng giấy của mình cũng được. Mình giấy tiếng đùng, na ná giống nhau mà, nên là có thể nói chuyện được. Nói một câu dài xem nào. Nghĩ ra một câu dài. Phi cần hầu lơ mà. Cần hầu là phi. Phi cần. Phi cần à? Mấy chứ. À, là chưa ăn các bạn nhé. Cần lạ. Cần lạ. Cần lạ. Là ăn rồi, à, chị bảo chị chưa ăn nhé các bạn. Hay phết nhỉ. Như mình là người nùng thì sang bên này, nếu mà gặp người choang, người dân tộc giấy với cả người nùng thì sẽ hiểu khoảng 50% đấy. Đúng rồi. Giao tiếp được khoảng 50%. Nói chung là vẫn hiểu được.
bên này người Mông cũng giao tiếp được với nhau. Nãy nghe là nghe được hết hoàn toàn đúng không? Vâng. À, người Mông thì hết hoàn toàn rồi. Đi Trang. Đi Trang luôn. Vì khu biên giới này là người bên Trung Quốc cũng rất là nhiều người đồng bào dân tộc đấy. Người Mông, người Choang, người Dãy, người Hán. Người Hán thì là người Trung rồi. Ủa, đường đây cũng xấu lắm các bạn. Đây là quang cảnh ở bên nông thôn của Trung Quốc. Hiện tại đang đi được, chắc phải được khoảng hơn chục cây rồi. Từ chỗ Nàn Xí kia ra đây hơn chục cây. Đây toàn chuối các bạn. Khu vực này họ trồng rất nhiều cây hoa quả sao ấy. Đây là cây chuối. Ui, dưới này một đồng chuối, một rừng chuối luôn. Chuối bên này tốt nhỉ. Thu chuối các bạn, đây. Đây là chuối. Rửa chuối xong, đóng, đây là đóng chuối. Đây là đóng chuối à? Ừ. Trong cái nước chuối này là có để thuốc đấy. Chất bảo quản. Bảo quản đấy. Để đi đường xa nó được lâu hơn. Đến nơi người ta sẽ rửa lại một lần qua cái thuốc này. Sắp được tới rồi anh ạ. Đoạn này lên xem một tí nữa là đi. À, đi từ lúc sáng sớm nhờ. Ừ. Giờ mới tới. Giờ hiện tại giờ Trung Quốc là 12 giờ. Ê, mấy giờ rồi? 12 giờ. 1 giờ rồi. Ồ, 1 giờ rồi. 1 giờ. Việt Nam là 12 giờ, còn giờ Trung Quốc là 1 giờ rồi. Ôi, ôi. Đường xấu quá. Nãy còn đẹp chứ, càng lên thì càng xấu. Nhiều chuối. Đây cảm giác khung cảnh nó vẫn như kiểu quê nông thôn Việt Nam nhỉ? Nó có cái gì đấy nó giống quê của mình. Đường tàu kìa. À, đường tàu. Chết kìa. Khu vực này, khu vực biên giới đấy. À, đây Cha Ping này. Cha Chủ. À. Mà mẹ tại nơi này xin đi. Là giờ là đến Cha Ping rồi đấy nhỉ? Đây, Cha Ping là dịch ra là Cha Ping. Cha Ping. Cha Ping. Cha là Cha Ping. Ping với Ping nữa. Nghe nói là đây người Việt Nam ra đây làm thuê nhiều lắm. Đúng rồi. À. Đây rồi, ngã ba này này. À tới rồi. Là à, chỉ chia tao là tao em. Là. À. À. Chị... Thính chơi chai lì. Chú em ở đây à? Vâng, chú em ngay trên này. Ơ, à, thính tôi ở trên. À, thính người luôn à? Ơ, chứ. Ây. Nào vô cái nhà xe à? Ê, chào cô. Mừng tí lắm. Tí nhận được. Cái đây à? Đây, em chào cái kia nè. Wow, quân đi mong hứng. Để chế nhớ được. Vẫn cầm một nhà đây. Vâng, thím ruột luôn. À, thím ruột. Để chế. Ui. Mày chưa chứ bỏ. Wow, cặp bự. Nào bữa nay. Nào bữa mua quân dụng. Tớ tiến xe nào, cái đây à? Đi. Đây thế. Ôi, bố mẹ em đi làm xa rồi. Đi làm xa rồi á? Em tôi tiến ra nào được chứ? Tao bữa mua dù đi lạ. Mua dù rất xa cả đàn. Lúc xe nào mày lấy? Anh biết lái xe này không? Có. Thế mượn xe đi nhưng mà không biết ở đâu nhỉ? Xe của ai đấy? Xe của ai? Cảm bao hồi là nhà nhất đi. Hoa bảo là cô của Hoa bảo là bố mẹ đi làm xa rồi ở nương ấy. Thím chủ luôn. Chủ yếu là người Việt Nam mình sang này là trồng chuối, thu trồng hoạch chuối. Trồng quế. Trồng quế. Tức là sang này làm nông đấy. Không khác gì bên Việt Nam đâu. Toàn chuối. Ở đây toàn là người nhà hết à? Vâng. Người nhà của em ở đây hết à? Đúng rồi. Chào cô nhá. Đang ngủ mưa quá. Mưa quá. Thế chú đi làm rồi à? Chú đi làm rồi à? Chưa, có đi ăn cơm. Đi ăn cơm à? Đi ăn cơm uống rượu trước về. Đi ăn cơm uống rượu à? Uống rượu với ông chủ à?
À đi uống rượu. Ở đây thân với ông chủ lắm luôn. À thế à? Thế thì bây giờ bố mẹ em đi làm, cả bố cả mẹ đều đi làm hết. Vâng. Thế bố mẹ em ở đây à? Không, ở trên trên tít trên láng kia cơ. Trên kia nữa? Ừ, tít trên kia. Thế bây giờ đây xe của ai? Xe của chú Thím. Chú Thím á? Mua ở sang bên này mua? Vâng. À, thế hỏi xem, hỏi chú Thím xem tối chiều có đi không mình? Không mình đi, nghe. Không đi nhưng mà mình không biết nương nương của bố mẹ em làm ấy. Thế á? Ờ. 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 Và đi xe nhà ông chủ. Hả? Đi xe nhà ông chủ á? Ờ, và thế thì xe này sợ không đi được thì thế cho. Xe nhà cho... ông chủ là xe gì? Nhà mày là bán ở trong xe này hả? Có loại này, xe này. Không loại này à? Xe win mà đây. Xe win thì mình biết đi mà. Đi xe côn mà. Cứ không chè sao? Thế hỏi bao giờ đi mới đi làm về? Đâu cô? Cô. Chắc tối mới đi làm về à cô? Tối, bố mẹ em thôi. À, tối mới về. Ô, mang cơm chưa đi. Mang cơm chưa đi rồi. Ô, anh ta chỉ ra chân đó. Ê, chào xe cơm. Thế có đi không? Có. Đi nhá. Ừ, nhưng mà có chia đâu. Nhưng mà không biết đường. Nhưng mà đi chia... đường nào, đi đường nào? Đi đường này. Đường này á? Ừ. Mà chỗ nào, mà chỗ kia bao dưới thật thế. À. Đi đến dưới này là đường không dễ đi rồi. Đường đá rồi. Đường đá. Nhưng mà cách đây xa không hả cô? Nó cũng hơi xa đấy. Khoảng khoảng bao nhiêu cây ước lượng? Em nói muốn gấp bùa mới gấp tay tàu hơn à? Gấp tuần chẳng chung mà đi bùa. Cứ như này đi thôi. Nó bùa. Phải đi dưới này họ mới biết chỉ cơ vậy thế. Anh nói chung bùa nhưng mà tuần chẳng chung à? Ê, tuần chẳng hô hăng nè. Ờ, là ở tít dưới này. Tít dưới kia à? Ừ. Thế tít ra kia gọi nhá. Ê, ra này không gọi được đâu. Ở tít dưới kia mà đi toàn đồ chuối à, kiểu thế. Yeah. Toàn chuối thôi. Ừ. Toàn chuối. Thế kia là... thế kia là chúng nó để chút thế gọi. Bố mẹ Hòa mới đi làm về đấy. Ừ. Bà là xe đi được đến tận nương nhưng mà mình không biết đường bé đi vào nương đấy. Còn đường bé nữa kìa. Ừ. Kìa có cái xe ba gác kìa. Em sẽ trái bộ dù lúc bất cứ khăn trái lúc này. Ủa kìa, ủa trái lúc mà ép mà mù mà. Ủa trái lúc này kì chó tám mềm mà nè. Kì chó cả trái đi chăm mềm mà tí tê. Cái xe này cô mua bên này bao nhiêu tiền đấy? 3.000. 3.000 à? À, hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu một tí, 3.000. Mua mới chứ? Mua cũ à? Mua mới thì phải 8.000 đấy. Mua mới 8.000 à? Xem con này là 100 bao nhiêu nào? 150. Con này 160. 150. 150. Honda, xe Honda đấy. Xe này mới chở được nhiều người. Đúng rồi, xe chở được cả đống người luôn. À, cho ra đi vào quần đeo khách sẽ chết thôi. Đi làm mà ba. À, ở khu vực này đấy, thì đấy, người Trung. Người giao là người giao là nhiều đấy, người Trung Quốc người giao. Đúng rồi. Thôn người giao đấy. Thế mình ở đây là chỗ này là chủ họ cho mình ở không? Có mất tiền không? Không ạ. Không à? Đây là nhà của ông chủ làm mà. À, đây nhà to của ông chủ à? Không, nhà đấy nhà khác. Nhà khác à? Thế là... nhà bán quán. Thế cô làm đây một tháng có nó trả theo một tháng hay một ngày? Không, khoảng một năm thôi. Khoảng một năm à? Vâng. À, trả một năm. Được quá hẳn đấy, cái đánh khe à? Sức khe á? Đây là Thím và cô của họ. Hai Thím luôn. Hai Thím. Hai Thím của Hoa các bạn. Ê, Hoàng Phát Triển, tuần là mê, tuần là tê nà. Giờ đang gọi điện. Bà chú đây đi. Anh có biết đi không ấy? Có mà, con này xe côn mà. Biết đi chứ. Ừ, chứ muốn ăn xe sao? Để lau đây đã. Lấy cái gì lâu? Còn xăng đầy chứ? Đầy xăng à? Ở đây người Việt Nam sang làm thuê ở đây nhiều không? Cũng nhiều đấy. Nhiều. Cả làng nó cũng sang đây. Cả làng. Cả làng sang đây. À. Cả. Hai ba chục hộ. Cả họ cả hàng. Cả họ cả hàng. Người còn quen. Lo. Đi. Em ước em lo. À, giờ sẽ trải nghiệm đi xe ở bên Trung Quốc. Xe này là xe Honda thôi, xe của Nhật Bản, xe Honda. Xe số ấy. Xe côn đấy. Anh có biết đi không đấy? Anh có.
Đấy, đúng rồi. Anh biết đi mà. Nắng kêu tịch 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 tịch. Đi từ từ ạ. Cái xe này thuộc dạng kiểu xe win bên mình nhờ. Nhưng mà nhìn nó to hơn sao ấy. Thím bảo là gọi bố ra ở ngoài đường đó này đúng không? Vâng. Xe bị chịu. Xem chức năng còi nào. Ơ, không có còi à? Còi, còi đây anh. Cái đây xong rồi. À, đây có con xe Toyota à? À, không phải Toyota, xe Trung Quốc ấy. Toyota mà. Đường nào đấy? Chắc đường... Ơ, hai đường này. Ui, giờ lại phải đi đường đất rồi. Ui, ui, cẩn thận vào nhé. May mà có một tí kỹ năng lái xe côn đấy, không là coi như là thôi rồi. Tại vì trên bên này là chủ yếu là đi xe côn hết, xe win. Em được xuống nương của bố mẹ chưa? Chưa. Chưa à? Ừ. Năm nay với năm ngoái em không được sang. À. Em sang là ngày xưa. Ngày xưa rồi. Ngày xưa là bố mẹ cũng sang đây trồng chuối chứ? Vâng, trồng chuối. Trồng chuối à? Không hề đơn giản nhá. Cái này phải ăn phết. Không phải. Anh đâu đít quá. Anh đang ngồi trên bình xăng của con xe Win rồi. Sao không biết là tới chưa? Mẹ em ở đây rồi nè. À đây à? Đây rồi. Chào chào cô chú ạ. Chào cả nhà. Chào chào mọi người. Ui 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 ui. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Mình nào sủ là. À đây. Bố mẹ của hả? Cháu chào cô nhá, chúc khỏe cô nhá. Vâng, cháu khỏe cô nhá. Cháu khỏe chú nhá. Shimakai à? Cháu chào cô nhá, chúc sức khỏe cô nhá. À, thế là người Việt hết. Bê, chị nói nói. Dạ, cháu ăn rồi ạ. Chú, có chú ăn chưa? Nhé, cứ ăn rồi ạ. Chú ơi, cháu là làm YouTube quay hoa ấy, thì là hôm nay thì cháu đưa hoa sang bên này gặp cô chú. Vâng, thì hoa ở bên kia nhớ cô chú quá. Thế là hôm nay bọn cháu mới làm một cái video để sang bên này gặp cô chú. Hoa mới bảo là xem cô chú ở bên này tình hình như thế nào. Thế thì cháu mới đưa hoa sang bên này. Cháu tên Huy. Trồng ở đâu? Trên cái nương kìa, ở chỗ mày mấy cái cây thông dưới, dưới cây thông trên này. Nhưng mà nay nếu mà mình đi trên này mà họ ở trên kia rồi gì nữa. À. Thế cô chú chuẩn bị đi làm chưa? Bây giờ chưa vẫn đang nghỉ chưa ạ? Ồ, mới cho phải hết rồi. Thế ở bên này mình dùng giờ Trung Quốc hay dùng giờ Việt Nam? Dùng giờ Trung Quốc à? 2 giờ rồi nhỉ? 2 giờ mới làm. Con đi có là mang cơm ở dưới này ăn. Mang cơm ăn dưới này. À. Vâng. Ở đây chú đốt pháo à? Chú đốt pháo ở đây à? Con thấy bỏ pháo ở đây này. Sí. Đúng rồi, mình không dám đâu đâu. Thế là người ta giả theo ngày hả chú? Một ngày người ta giả bao nhiêu? 100. À, một ngày giả 100 tức là 350, 340 một ngày. Ôi, họ chọn chuối kìa. À, họ đang thu hoạch chuối nhỉ. Chuối giờ ở đây có giá không? Ở chỗ cái đường... Nó bảo là 8 hào. 8 hào? 8 hào là khoảng 3.000 thôi nhỉ? Đấy. Khoảng 3.000. À. Ui. Ui. Ui, hả? Này đang thu hoạch chuối này. Ồ, tài à. Ui, quả đẹp thật đấy. Ui,
quê à, quả chuối này đẹp nhờ. Chuối này đẹp thật. Wow. Các khăn khế bản à? Hả? Các khăn khế bản nữa à? Chú này người Trung à? Chú người Việt chứ? Hả? Chú người Việt chứ? Không. À người Trung à? À người Trung Quốc. Này một buồng có khoảng 30 cân đấy nhờ. Nặng đấy. Thế cô chú khi nào lại về Việt Nam? Chị Hà Trung. Ôi dồi. Tình cảm thế nhờ. Hoa ở đây luôn nhá. Được mà. Lâu quá không gặp mẹ thì nhớ mẹ mà. Đúng rồi, lâu quá không gặp nhớ đấy nhờ. Để từ nói nhau, phải xin ca hả được? Nhà vật phải sinh cát rồi. Sinh cát rồi. Tăng lúc thốn là gì? Nhà vật lúc cát mà. Nhà vật lúc chẳng sinh cát. Cái này xe này chú mua bên này à? Từ nhìn chú mua. Bao nhiêu chú? Là cao áo của nhà vật chi là 2002 à? 2002 là khoảng 7 triệu rưỡi, 8 triệu nhỉ? 7 triệu rưỡi, 8 triệu. Trời ơi, mình mang cơ. Xe cũ nhỉ? Thế thì lúc nào đi về Việt Nam thì phải bỏ đây á? À? À bán lại cho người ta nhỉ? Bán không ai mua đâu. Bán không ai mua rồi. Thì... Chú mua lâu chưa? Mua năm ngoái rồi. Mua năm ngoái à? Con này cũng khỏe phết nhỉ? Được cái là chở được nhiều người. Cái này phải chở được rồi. Hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người. Trẻ con nữa được bảy người. Thế là chở được nhiều đấy. Trồng quế này. Trồng quế. Nó là mấy chị hai mấy chị trồng chót. Chắc là bên này giá chuối thấp quá nên là chuyển qua trồng quế rồi. Chuyển qua trồng quế lâu năm rồi. Nhưng mà chuối bên này thì chuối đẹp, to lắm. To, một buồng nó. Một buồng khả năng có khoảng trên 20 cân. Trên 20 cân. Trên 20 cân. Ít nhất là 20 cân, còn lại là trên 20 cân hết rồi. Tại vì nhìn quả đẹp lắm. Chị nói chị rất tò mò. Ngoại linh xương. Đây nếu mà về cũng gần hơn nhỉ. Nhưng mà từ đây về đến nhà khoảng 150 ấy, 150 cây đấy nhỉ. Quay. Thế, thế chú có bằng không? Không có chứ? Ồ, nó chỉ có bằng Trung Quốc. Đi nương thôi. Đi thế gọi là đi đường dưới kia cũng không có giao thông đâu nhỉ? Không có. Chú đi có chú phải đội mũ bảo hiểm không? Không. Không cần đâu nhỉ? Không cần. Không cần đợi đâu. Thì tiếng Hàn chú phụ à? Không tạo là bằng. Ừ, em thấu biết toán đến chai. Đỏ đấy khóc à? Không, không. Cô xúc động à? Bên kiểu à, một bên bị đỏ đỏ. Nó không mua chút chút chua chẳng rồi. Chắc là nhớ con gái quá. Thế nhớ con trai không? Nhớ, con gái con trai cũng nhớ thế. Ở xa thì nhớ. Ở xa thì nhớ nhà. Như năm ngoái là cô chú đi cả năm luôn nhờ? Cả năm ấy. Cả năm là làm ở bên này mấy năm rồi nhờ chú nhờ? Mấy năm rồi. Bao sống lần hết tiêu hết bốn bốn thì vay tiền mua nương tả à mua nương nè. Thế nương ruộng ở nhà thì vẫn làm nhỉ? Năm nay là ít làm một mảnh này. Vâng. Năm nay thì là ở nhà hoa đảm nhiệm hết rồi. Hoa trồng hết. Em phải đi tên mình này. Con gái lớn rồi. Chưa cho đi lấy chồng sớm nhỉ cô nhỉ? Chưa. Không cho đi đâu nhỉ? Chưa có ai lấy. Chuối của nhà anh này luôn à chú? Chuối này á? Ôi thế là ô tô người ta xuống bên này chờ à? Kiểu bà la kiểu bây giờ chuối bán rẻ. Không, mình chuyển đến kia nó lại mất công nhà. Mất công. Ngày xưa là kiểu bán đắt thì một buồn chuối thì một người đi điệu thì nó sẽ được đồng khoảng 2 đồng. Thế ngày xưa giá đồng cao nhất là bao nhiêu chú biết không? Ở đây đấy. 2 đồng. 2 đồng à? Đấy. Là khoảng 6.000 rưỡi. 7.000 đấy. 3, 2. Năm nay nó rẻ quá, năm nay còn
đắt nhất chỉ là 1 đồng thôi. Đắt à, đắt nhất là 3.400. Hơn 3.000. Hơn 3.400. Còn bây giờ là được có 8 hào rẻ. Gọi là không có công luôn đấy nhờ. Không có luôn. Tiền phân, tiền lân, tiền nhiều thứ. Thân thật tốt là cả sức khỏe. Sự tốt thôi. Sự tốt thôi. Ừ. Đẹp xin khó mình khuyên là cả. Nghĩ. Quảng bác khách xe kia là được. Tốt lắm. Chú nói tiếng gì đấy? Hả? Chú đang nói tiếng Mông à? Tiếng Quan Hỏa. À, tiếng Quan Hỏa. À, tiếng Trung. Đây là tiếng Trung ở vùng biên. Ok. Sao tụi chung chung? Thế ăn cơm của nó là gì? Chư phạm. À, chư phạm. Chư phạm. Nó hơi hơi giống. Thế đi làm? Càng hồ chía mà. À, càng hồ chía. Đi làng cũng phải. Càng hồ chía. Càng hồ chía. À, con, nó cũng lệch nhiều đấy nhỉ? Lệch. Lệch. Thế chú có nghe được tiếng Bắc Kinh không? Không. À. Là nào, cũng, nó cũng lệch nhiều. Trong năm mới ít năm nó mà chú có cái điếu xịn thế. Cái điếu của chú làm từ cái chai đâu rồi còn đắp cả đất vào nữa. Điếu thuốc Lào á. À, ở đây đốt pháo này, người ta. Thế nào mới tiện pháo. Cái thuốc Lào như thế. À. Được. Đi đi nhá. Bố em đi làm, em đưa hai anh lên láng chơi. À, lên láng. Tức là nhà nhà bây giờ bố mẹ em ở ấy. À. Thế cô chú đi làm nhá. Dạ vâng. Năm mét đúng không? Khi nào về Việt Nam thì gọi bọn cháu đón nhá. Khi nào về thì chưa rõ nhỉ. À. Bố mẹ Hoa bây giờ là phải đi làm nhá các bạn. Đến giờ đi làm. Bây giờ là 2 giờ chiều ở bên Trung Quốc, giờ này là giờ Trung Quốc nhá. Nếu mà khoảng theo năm thì mình đi làm lúc nào cũng được. Còn đây là kiểu đi làm tính theo ngày nên bắt buộc phải đi. Dạ vâng, vâng. Chào cô chú ạ. Dạ vâng, cháu chào cô chú nhá. Nhá bên chúc cô chú sức khỏe nhá. Kiếm nhiều nhiều tiền nhá cô chú. Vâng. Bây giờ thì tổ bộ. Hú lúc khó kìa. Hoa giống ai nhỉ? Hoa giống bố. Cái gì? Hoa giống bố. Rồi cô chú đi đi. Vâng. Vâng. Ơi. Muốn để Hoa gặp nhiều hơn nhưng mà đây là đang đi làm thuê. Làm cho chủ thì chủ ở trên kia đợi rồi thì không đi đúng giờ là cũng sợ, cũng áy náy ấy, tại vì chủ tốt mà đúng không? Vâng. Nghe nói bố mẹ chủ bảo tốt. Là chủ đối tử rất là tốt. À, bây giờ chắc mình cũng phải quay. Bye bye. Lần sau lại gặp. Một chuyến hành trình quá là thú vị đúng không mọi người? Đi từ Việt Nam qua sang bên Trung Quốc. Hiện tại ở chỗ này là cái gì nhỉ? Trà Bình. À, chỗ này là Trà Bình. Trà Bình. Chắc là thôn Trà Bình, xã Nàn Xí, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Xã là à không phải là Nàn Xí mà xã Nàn Xí. À thôi bây giờ mình cũng đi thôi, tại vì bố mẹ Hoa đi khuất rồi. Đi khuất rồi, đi làm nương rồi, đi về thôi. Sự vui không? Vui. Nhưng mà được gặp một lúc. Chỉ được một lúc thôi nhà. Đi. Anh quay xe ra chứ. Anh quay đầu xe đã. Còn mong cậu đấy cơ. Tiếm ơi, cháu giả xe với. Cháu cảm ơn nhé. Ôi, anh tiệt tử nhuôi. Cháu gặp được rồi. Cháu giả xe với. Cháu chú. Cháu chào chú. Cháu gửi một tí tiền tiền xăng. Không, cầm đi. Không, cầm đi. Cầm đi. Ôi, nhìn đứa bé này nè. Cháu cảm ơn nhá. Dạ vâng. Hay.
Dạ vâng, cháu cảm ơn nhá. Thế khi nào mình về Việt Nam? Mấy ngày nữa về ạ? Tuần nữa mới xí. Vâng, cháu đi nhá. Chào chú nhá. Vâng, cháu chào chú nhá. Dạ vâng. Ni hao. Hello. Ni hao. Hello. Đẹp nhờ mình bộ đấy. Xong tóc còn xong xong. Hello. Này. Tạm cái cháu không? Đi. Nói với cháu đi nhá. Dạ vâng. Cô nhá. Đây đi đường này xong đi đường lên trên kia. À đường đường này đi à? Đường bên kia đi. À xe xe đây rồi nhưng mà lái xe của mình thôi rồi đã. Chắc đi ngủ rồi. À đây đây đi ngủ. Chia chia chai xoay treo à? Ừ. Nhị mấy ạ? Những chiếc xe của mình thì khá phù hợp sang tuyến này bên nhá. Chị lái xe ngủ rồi. Đây cái bánh này là chị lái xe tặng mà là cho bố mẹ em. Ừ. Ở đây, bánh bao. Ở đây nhiều xe ba gác nhỉ. Ừ. Người ta mang đi chở chuối ở dưới đường mấy cái đường mà xe to không vào được ấy. Đúng rồi, như đường này chở xe ba gác là hợp lý này. Còn đây là cái nhà kiến trúc của bên Trung Quốc nhá. Bên này là người Dao. À, trước cửa người ta có dán hai dòng chữ như kiểu câu đối đấy nhờ, một bên này, một bên này. Thì có cả hai vị tướng quân. Đúng rồi. Đi này lên à? Này. À, chạy lên đường này. Ui, cái đường mà mình với anh Tuấn với cả Hoa di chuyển hôm nay là toàn là đường như thế này đấy. Không đẹp bằng như ở đây anh ạ. Từ khu vực xã lên khu vực này là toàn đường đất thôi. Cái này phải đi bộ một đoạn hơi đấy, xa. Mình để ý rồi. Khu vực này thì khu vực biên giới ấy, toàn là xe nội địa Trung Quốc hết. Con này con xe nội địa Trung Quốc này. Đằng phía xa kia cũng thế. Thế Hoa ngày xưa sống ở đây à? Vâng. Ở đây bao lâu? Tầm sắp được một tháng. Sắp được một tháng. Thế, à? Thế có con trai Trung Quốc ra tán không? Có chứ, nhưng mà để thấy em của bé. Xong rồi ông ra hỏi, xong em không biết gì. Xong em ông đi rồi em hỏi mẹ em, xong em bảo là nó bảo là mày đi lấy bạn của nó kìa. Sợ không? Sợ chứ, xong ở đấy được gần tháng là bố mẹ em đưa về luôn. Thôi, nguy hiểm quá, để đấy. Con trai Việt Nam mình còn ế nhiều lắm, đừng để chạy sang bên này nhá. Vâng. Ui, nhiều chim nhở. Cái cây này một đống chim luôn. À, ở đây cũng có hoa cải như bên mình này. Này, ở kia có cây thuốc lá. Phải không đã? Đâu? Giống cây thuốc lá lắm. Kìa. Ừ. Đây hoa cải. Đây. À đây có mấy ngôi nhà này. Kiến trúc kiểu ná ná nhau kìa. Ừ. Hai tầng. Gần như nhà nào cũng có xe ba gác nha. Ừ, dạ vâng. Nhà nào có chuối là phải có để được đi chợ. Đúng rồi. Ừ, 10 lần. Ui, hoa cải đẹp chưa? Hoa rau cải. Nở rực luôn. Khí hậu ở bên này với bên mình thì giống nhau rồi. Tại vì giáp gần nhau lắm. Bên này người ta nổ pháo ấy. Chắc là đợt vừa Tết Nguyên Đán vừa qua. Ừ. Không đốt pháo. Chào. Hello. Nghe hảo. Chắc cảm ơn đi. Chuẩn bị truy căn đúng không ạ? Nghe chắc không hiểu. Chắc không hiểu. Ừ. Chắc dùng tiếng Quan Bố Hỏa. Bố mẹ em nói tiếng đấy. Đúng rồi, ở đây dùng tiếng tiếng Quan Hỏa là một cái tiếng địa phương của bên Trung Quốc. Sắp đến rồi. Ui, dốc nhỉ? Ừ. Dốc quá. Ui, nét xe quá. Ui, ui chắc là... Ui, ui. Ui ui, sợ nhờ, trốn này. Này phải một người lái, một người kéo đi xe. Đây nhiều chít nhỉ. Vâng. Đây có quả dâu tầm này, là một... Chua chua, chua chua. Món. Đây mới... Ui, kia kìa. À. Ôi, cảm giác khu đấy là khu trung tâm đấy nhỉ. Đúng không? Không. Không phải à?
Okay, thế một mình. Ông chủ của bố mẹ em đang bên kia kìa. Nhà có tô kìa hả? Không, không, ở đây. Ở đúng rồi, đối diện cái ô tô màu xanh xanh kìa. À. Đây trồng cây quế. Đây là quế. Quế và chuối. Trơn nhá, cẩn thận đấy. Đấy này. Ở đây thôi. Đây à? À. Ôi, rau của bố mẹ em tốt thật đấy. Nhà đất à? Vâng, bố mẹ em ở đây là nhà đất. Nhà à. Cũ của ông chủ bố mẹ em hiện nhà tại. Nhà cũ của ông chủ à? Ừ. À, cái nhà này ở bên Simacai. Bên Bát Sát mình cũng có. Nhà Trịnh Tường. Đây. Giống nhà của mình ấy. Đúng rồi, à. Giống nhà. Ui, cái tường, cái kiến trúc y hệt luôn mà. Wow, rau cao. À. Sẽ mở khóa đi vào nhà bố mẹ Hoa ấy. Ừ. Ui, trước cửa. Nhà bên Trung Quốc. Hoa ở nhà bên Trung Quốc rồi em ạ. Đúng rồi. Sao không mở được ta? Ông chủ cho ở không, ông chủ cho ở không ấy. Nhà cũ ông chủ. Sao em không mở được? Cho anh cầm. Có mấy chìa? À đúng rồi. Nhục ổ khoai quá. Ui. À. Ui, đen xì xì luôn. Bóng điện à, thôi. Ở trong nhà. Trong nhà bên Trung Quốc của bóng bố mẹ Hoa ta? Ở. Thôi anh để hoa quả ở đây nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh. Ừ. Anh để hai túi hoa quả đây. Ơi, bóng đèn này không sáng mấy đâu. Không cần đâu, tại vì mình chỉ mang hoa quả vào đây xong rồi mình về luôn mà. Tại bố mẹ em đi thấy rồi. Anh mạn phép anh mở một tí nhá. Rau. À, đây là bữa cơm. Ớt, đây là ớt. Đây là bữa rau. Cơm của cà chua. Đây là rượu. Rượu à? Rượu Trung Quốc. Mỡ. Mỡ lợn. Xong rồi anh. Wow. Đây là canh đậu. Vâng. À, canh đậu. Dưa chua mẹ em trồng rau ngoài, mẹ tự làm. À, chắc là hái từ chỗ này ra để làm nhờ. Vâng. Thế là khu vực nhà bếp này. Chỉ có bố mẹ em. Chỉ có bận quá, bừa bội quá. Hai người ở thôi đúng không? Vâng. Wow, đằng trước này thì là rau. Rau, cây trúc này, nhiều chưa? Ôi, rau này. Đợt tốt. Hôm nay thì một phần là đưa Hoa đi thăm lại bố mẹ ở bên Trung Quốc. Cái thứ hai là sẽ chia sẻ lại cho mọi người cái nông thôn ở bên Trung Quốc nó như thế nào. Chim hót líu lo. Chúc nhỉ. Vâng. Nhiều chúc thật. Rau cải này to thế hay là đất này tốt? Có phun thuốc không ta? Có giống Trung Quốc tốt. Không, không phun đâu. Chắc giống Trung Quốc ấy nhờ. Giống Trung Quốc. Cải mèo chứ nhỉ. Đúng rồi, cái cải mèo mà nhà Hoa trồng bên kia đấy đúng không? Vâng. Cái này mang đi về làm dưa chua này. Mẹ em đang làm trong nhà. Đây là cái cà chua. Cà chua nhỏ. Quay toàn cảnh cái nhà này cho quý khán giả xem. Cái nhà này là nhà cũ rồi, nhà cổ ngày xưa rồi. Nhà Trịnh Tường đấy. Ở bên này vẫn giữ lại. Còn ông chủ thì ở nhà xây to dưới kia rồi đúng vâng, không? Vâng. À. Nhà này của ông ấy lúc ông còn nghèo. Đúng rồi, còn khó khăn. Đúng không? Bây giờ ông xuống mặt đường to rồi. Và bây giờ là thuê người Việt Nam để làm. Ở bên Trung Quốc đấy, thuê người Việt Nam sẽ rẻ hơn thuê người Trung Quốc. Thuê người Việt Nam thì khoảng 100 đến 150. Với lại người Trung Quốc ít người làm ấy. Đúng rồi. Chủ yếu người Việt Nam mình sang. Thế là một ngày công của bố mẹ em là khoảng 300 đến 400 nghìn một ngày. Vâng. Cả hai người sẽ là khoảng 800 đến 800 nghìn. Yeah. Khoảng 800 nghìn. Thế chắc củi mẹ em lấy à? Vâng, củi bố mẹ em lấy. À. Mỗi khi đi làm thì mình trưa, tầm trưa thì mẹ em sẽ không ngủ mà mẹ em sẽ đi nhặt củi. Để lúc tối, lúc tối về thì trở về tiện luôn. Thế thì vẫn giống cuộc sống ở bên Việt Nam nhỉ? Vâng. Tức là đi làm nương về, nhân tiện về thì sẽ mang cả củi về. Vâng. À. Nó chỉ khác cái là làm cho người ta. Nhà em cũng trồng chuối chứ đúng không? Trên, nhà em, trên trong nhà. Ở bên à, có Nam mà. Có vâng, à? Có. À. Em một mình làm, năm đấy là một mình làm. Năm đấy, hết năm nay. Hết rồi anh ạ. Hết rồi. À. Nó tức là bố mẹ em sang bên này trồng chuối xong có kỹ thuật. Ừ. Mới sang bên Việt Nam để trồng phát triển. Xong rồi em chăm. Em chăm. À, thì ra là vậy. Tức là sang đây làm cũng có lợi đấy. À, học hỏi cái việc trồng trọt ở bên này xong rồi mang sang bên kia để trồng trọt. Thì em ơi, chắc là mình đóng cửa xong mình đi về thôi. Vì cũng muộn rồi. Tí nữa về tới nhà là sẽ khoảng 4 tiếng đi về tới nhà. Bây giờ là 2h30.
2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30. Khoảng 6:30 là sẽ về được tới nhà. Yeah. Chắc nhờ. Giờ sẽ đi di chuyển đi về. Cẩn thận nhé Hoa ơi. Chỗ này anh thấy trơn lắm. Ôi đi sao đi bình thường thế? Thì bình thường mà. Không anh sợ. Em quen rồi, anh chưa quen. Anh sợ lắm. Cảm giác nó cứ ghê người ấy. Em đi em thấy bình thường. Ở đây vào dịp Tết thì hay đốt pháo. Thì thói quen rồi. Như kiểu trên mình thói quen ngủ lặn Tết đấy. Đúng rồi. Bây giờ sẽ đi về thôi. Giờ đi về phải mất mấy tiếng rồi. Chắc chị lái xe chưa ngủ dậy đâu. Cho người lái xe nghỉ ngơi nhá. Một quãng đường rất là dài. Đi lại lại là hết hơn 100 cây. Từ nhà. Đúng rồi. Gần 200 cây. Tính là ở bên Trung Quốc là 200 cây, gần 200 cây. Còn bên Việt Nam nữa. Bên Việt Nam là từ cửa khẩu lên tới nhà Hoa là khoảng 30 cây nữa. Hey, chị Trưng ngủ say rồi. Thôi để chị ngủ chị một tí đã. Gọi như này hơi mệt. À đây rồi. Chị dậy rồi. À, cái xe này thì là xe của Trung Quốc nhá. Có 8 chỗ ngồi. Ngồi được 8 người. Nãy ở trên xe có nói chuyện với chị là xe này là 6 vạn, tức là hơn 200 triệu một tí, 220 triệu gì đấy thôi. Con này xe Trung Quốc, nội địa Trung Quốc. Đi về đi. 8 chỗ. Đã trở lại. Hồi chuyện là Hảo lạ. Ây. Đi về thôi. Đi thôi. Ok. Ok. Ây à. Ui. Cuối cùng là cũng về được tới Hà Khẩu rồi. Cổ mân giao tôi sao à? Cổ mân giao tôi sao? 360 vậy. 300 给你 400 à. 随便都行。给你400 à. 谢谢老板。啊, 拜拜。谢谢阿姨。那我走了还是要走？好。你走吧。好，拜拜。走。呃, tất cả là hết 400. 360 thôi, còn lại 20 tệ thì cho chị, tại vì chị cũng mua đồ bánh bao cho Hoa này. Ừ. Đúng rồi, nhiệt tình. Thế là tổng là hết 400. 400 để xem nào. Đó là 3 1.3 triệu. Chưa tới 1.5 triệu. Khoảng 1.350. 1.350, 1.4 triệu. Đi, Hoa vui không hôm nay? Vui. Vui à? Có cảm xúc như nào? À, vui mừng thôi anh ạ. Vui mừng à? Thế bây giờ sẽ đi sang bên kia mua ít đồ nướng với cả bánh đặc sản ở bên này về cho bà em với cả em của em nhé. Vâng ạ. Còn vừa xuống đằng xe bên này là đấy. Sông Hồng mọi người ạ. Đây, đằng bên này là sông Hồng nhé. Được rồi. Được rồi, đây là sông Hồng, còn bên kia là Việt Nam. Đọc hết rồi. Đi về thôi. À, với quãng đường là tổng chiều dài quãng đường là khoảng 200 cây số, với số tiền là 1 triệu. Để tính xem, tính xem là tính rõ lên là bao nhiêu nào. 380. Ui đây rào sắt luôn. Cho 34 à? Đúng rồi. 1.300.000. 1.300.000. Thế thì là cả đi cả về là hết 200 cây số đấy, là 1.3 triệu. Với cái đường thì không phải là đẹp, đường hôm nay đi là không đẹp, đường xấu, nhiều ổ voi ở và nhiều chỗ đang sửa nữa. Thế Hoa bây giờ có dám tự đi một mình không? Không ạ. Không à? Xa quá. Xa lắm nhỉ. Xa quá.
ở đây như kiểu là cái đường ẩm thực ấy, phố ẩm thực ấy, bên này thì là chi chỏa, là chân gà, cánh gà. Ui. Ở đây còn có món đậu phụ thối này. Đấy, phim ăn. Đậu phụ. Đậu phụ thối. Sang thế. Ê, lão bản, chẳng mấy mai ạ? Sáng sửa. À, sáng sửa. Bao nhiêu? 30. 100 nghìn. 30 đồng. Giao đi. Giao nào không? Chọn đi. Cái này đi nhỉ? Ừ. À, sửa. Chê đi. Chê đi, giờ mở sửa phải. Đấy, chê đi. Một trăm nghìn. Cô ơi, nếu có thể không phải tối thì nhớ được hàng không phải sôi thì. Mùi dâu tây. Thơm nhỉ? Mùi dâu tây. Xin. Thơm, hảo xin. Nên trên kia xem có cái xúc xích của Trung Quốc không? Cái món đấy ngon phết đấy. Cái bánh nướng nữa. À đi à, hấp mấy như thường rồi đó. Ở đây đa số là dùng tiếng Quan Hỏa nhưng nghe không hiểu mấy. Sì. À, trên này, trên này có. Thank you. À, đây là con xe Hồng Kỳ của Trung Quốc. Con xe nhìn sang đấy. Alo. Tôi đi ra đây mua. Thế gì anh đi học? Đây là anh em có mấy người nhỉ? Hai đứa này. Hai đứa này, bà này, ba này. Em ăn nữa nhá. Sư cơ bà. Sư cơ. Ê, mải sư cơ xung lại cơ à? Ừ. Đây này. Mua 4 tặng 2 cái. mua 4 tặng 2 cái. Đây cái biển đây. Làm giá 50%. Cái biển đây này. Mua 2 tặng 1 đây, mua 2 tặng 1. 5 đồng 1 cái. À đây ghi cả tính tiền thôi. Đây 5 đồng 1 cái đây. Thế là 4 cái là 20. Này Hoa. Xin. Đây cho ớt vào đây. Ok chưa? Rồi. Ok. Đi sang bên này ấy, có cái loại bánh nướng, nướng ở trong lu ấy ngon lắm. Thì mua về cho các em thử nhá. Vâng ạ. Đây cái bánh này. Bánh nướng. Ui. Bánh nướng Chiết Giang. Nướng Chiết Giang. Anh người Việt à? Anh người Việt đúng không? Người Việt. Đúng rồi à? Bánh thịt lợn. Hello. Đi. Một cái lớp. Bà 5 cái. 5 cái. 5 cái. Chờ một tí. Chờ một tí. Chị người Trung à? À, Trung Quốc. Chiết Giang. Tôi là Chiết Giang người. Chiết Giang. Chiết Giang Thái Châu. Chiết Giang. Nói tiếng Việt giỏi thế. Giỏi quá, lý hai. A little, tôi chỉ biết nói một chút Việt Nam. À. Chỉ biết nói. Tôi bố mẹ ở đây 20 năm. 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 20 làm như này các bạn được rồi. Cái này là mỡ hay là gì đấy? Nước. Nước để xịt vào. 8 đồng một cái đúng không? 6 đồng. 6 đồng một cái à? Bánh ngọt là 3 đồng. Bánh ngọt 3 đồng. Bánh ngọt 3 đồng. Wow. Hảo xem à. Xem. Chí mà tố, hảo chí.
芝麻，对，芝麻好多好吃，我吃过好几次了。哈哈，感恩感恩。来到这边都是来这边买。好了，好了。管的这差不多呢。我想要青蛙，它肿出啊。OK。哇哦，你这冷锅碗吗？我等没改论啊。Mình làm ở đây lâu chưa? Mới à? Ở đây là người ta trả lương theo tiếng đúng không? À. Theo tháng chứ. Có. Cái này là nhân thịt lợn đấy. Còn có cả nhân thịt bò. Nhân thịt bò. Nhân đậu đỏ. Đang nóng, nóng mới ngon. Nóng mới ngon. Này, này. Như bánh pizza ấy nhỉ? Như pizza. Đúng mùi bánh nướng thơm lắm. Kính mời quý khán giả cùng dùng bánh nướng Chiết Giang nhé. Ngon lắm, bánh này ngon cực kỳ luôn. Thơm ngon. Có một tí ngọt ngọt mặn mặn. Ngon đấy, đây ngon. Ăn nóng. Sáng mà kèm với sữa là được, hợp lắm nhỉ. Đúng rồi. 6 đồng. Cái 2.000 nhỉ? Vâng. Bác nói tiếng Việt giỏi thế. Nếu một ít à? Con gái bác cũng nói giỏi. Cả nhà biết nói tiếng Việt. Bác ở đây được bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi ạ? À? 20 năm ạ? Tức là bác bán bánh này được 20 năm rồi ạ? Không. À. Mở cửa khẩu bắt đầu mới làm 2-3 năm. Cho hoa hết đây rồi đúng không? Bốn cái gửi tiền đi, các cháu gửi tiền vậy ạ. 6 năm 30. Bánh ngon đấy, các cháu gửi vậy. Con ở trên đấy mua nữa nhá. Vâng. Cháu đi đấy ạ. Ở trong nhà nhá. Bye bye. Chào anh nhá. Bye bye. Bye bye. Bye bye lão bản này ạ. Nhiệt tình. Nhiệt tình lắm. Nhiệt tình. Chị kia người Trung Quốc nhiệt tình nhỉ? Người Trung Quốc nhưng mà cũng biết tiếng Việt, gọi là nghe được, nói được. Bán hàng ấy. Đúng rồi. Đa số là người khu vực ở chỗ này này. Người Việt Nam sẽ biết một ít tiếng Trung Quốc và người Trung Quốc sẽ biết một ít tiếng Việt Nam. Thì buôn bán dễ hơn. Giao thương nhau dễ hơn. Giao thương dễ hơn. Bây giờ là sẽ đi về cửa khẩu các bạn, để đi về bên phía Việt Nam, đi về Lào Cai, xong rồi đi về đưa hoa về nhà. Hai anh em đã đưa hoa về an toàn rồi nhá. Đưa về an toàn như lời hứa với cả bà. Hôm nay thì có mua một ít bánh nướng với cả xúc xích Trung Quốc về cho các bà với các em nữa. Các em, bà em chắc chưa được ăn đâu đúng không? Vâng. À, đây này. Hello. Ui dù. Như kiểu quen lắm ấy nhỉ. Người thấy thịt rồi. Người thấy thịt rồi. Ui. Ui dồi. Cái gì vậy? Ôi. Ui, xin chào. Còn anh về rồi đây. Hi. Em xin. Bọn anh có một tí quà này. Đây là bánh nướng Chiết Giang đấy, ngon lắm đấy. À đây có cái thích ăn xúc xích lắm đúng không? À, đây có cái xúc xích này. Xúc xích này mới ngon này. Đây, cho em nhé. À, cất cho em trai luôn này. Cất cho em trai nhé. Nãy bọn anh ăn rồi. Đây, wow. cho vào túi kia của. Túi này. Đấy. Đấy, thế là còn đây cho bà. Bà em đâu rồi? Xin đưa. Xin rồi. Bà dạ. Ơi.
Nà ba nà ăn gì? Ăn bánh đi. Gì? Nà ba nà. Này, chờ, anh cho bánh này. Bánh này ngon lắm đấy. Ừ, học lớp mấy rồi? Lớp 6 à? À, bà đâu? Bà đây, lớp 4. Bà ơi, đây bọn cháu về rồi đây. À, bọn cháu có mua cái bánh nướng Chiết Giang ấy, ngon lắm bà. Vâng, bà ăn nhá. Đây có cái xúc xích nữa này. Đấy, ở đây. Bọn cháu đưa Hoa về an toàn rồi nhá. Bà không phải lo nữa đâu nhá. Vâng, bà ăn đi, bà ăn xem có ngon không? Ngon. Bà đã ăn đâu mà ngon. Dạ vâng. Cháu đưa Hoa về an toàn rồi. Ngon. Bà ăn đi nhá. Dạ vâng, cháu cũng chuẩn bị xin phép đây. Dạ vâng, bà cứ ăn đi ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai anh đem đi chú Quốc xong còn mua đồ ăn các kiểu cho gia đình em. Tại vì là thì em cũng bảo tập trước mà em cũng bảo với bọn anh là cũng muốn đi sang bên kia xem hoàn cảnh của bố mẹ em xem có vất vả hay không ấy, thì hôm nay đi rồi thì mới biết đúng không? Vâng. Tức là làm bên kia có giống ngày xưa không? Cũng giống đấy. Giống à? Thế ngày xưa em sang bên đấy là sang chung em, tại vì từ đấy em còn bé. À, chắc là bây giờ bọn anh phải xin phép đi về thôi nhá Hoa ơi. Ở đây ăn tối đã. Thôi. Muộn rồi. Thôi nãy ăn mấy cái bánh kia no lắm rồi anh không ăn được. Ăn đi. Không. Ở lại ăn đi. Không, bọn anh ăn mấy cái bánh kia no rồi đấy, không ăn được nữa đâu. Để dịp nhưng khác nhá. Ăn ít ăn nhiều cũng ăn một bát đi. Không, để dịp khác thôi nhá. Dịp khác thì bọn anh vào chơi tiếp nhá. Còn giờ thì cho anh xin phép nhá. Thế em cảm ơn hai anh nhá. Ừ, ok. Nào, bắt tay cái. Nào, rồi. anh xin phép anh đi về đấy nhá. Sủi ơi. Bye bye nào. Bye bye. Anh về đấy nhá. Có dịp thì có dịp thì gặp lại nhá. Ừ. Hôm nay thì hai anh em đã hoàn thành được cái ước nguyện mà Hoa mong muốn là muốn sang bên đấy để gặp bố mẹ. Thì sang được bên đấy và gặp được bố mẹ và nói chuyện rồi. Rất là tình cảm, rất là hạnh phúc và cũng rất là xúc động. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của hai anh em nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.